Mua đàn organ SX700, SX900 mới cũ ở đâu? Bạn muốn mua một cây đàn đã qua sử dụng hoặc muốn mua một cây đàn mới thì có thể liên hệ tại Nhạc Cụ Thiện Organ, số điện thoại 097 367 5251. Thì hôm nay Thiện cũng có dịp là khui thùng cây đàn SX900 còn rất là đẹp ha. Thì Thiện cũng chia sẻ cho mọi người hình ảnh của cây đàn và shop Nhạc Cụ Thiện Organ chuyên cung cấp tất cả những dòng đàn organ mới cũ và đàn piano và đàn guitar. Thì bây giờ Thiện sẽ quay thử cho mọi người xem cây đàn SX900 đã cài sample rồi, và đây là shop Nhạc Cụ Thiện Organ. Đó, bên kỹ thuật của Thiện đang tiến hành cài sample cho cây đàn SX900 còn rất là đẹp ha mọi người ha. Đây là hàng mới 100%, giá hiện tại là trên 38 triệu. Còn SX700 giá hiện tại là trên 28 triệu. Đàn cài sampler miễn phí, sampler gốc chất lượng âm thanh chân thực. Mọi người sẽ được tặng bao, tặng chân, đặc biệt mọi người sẽ được tặng giáo trình dạy đàn organ online do chính Thiện soạn. Bảo hành 2 năm của hãng Yamaha. Đó, như vậy là Thiện vừa mới review cho mọi người xem cây đàn SX900 cũng như SX700 tại Nhạc Cụ Thiện Organ. Bên Thiện có chuyên thu mua trao đổi các dòng đàn đã qua sử dụng hay là dòng đàn mới, đặc biệt là organ và piano. Piano thì có giá từ 5, 10, 15 tới 20 triệu hoặc là cao hơn. Mọi người cứ liên hệ qua số 097 367 5251 hoặc là 093 6050 321. Xin chào mọi người và chúc mọi người sức khỏe nhé.